tự mình triển khai thôi anh nhỉ. Vào việc thôi chứ nhở. Thôi thì vào việc thôi. Alo. Số ngày gì nhá? Cái thằng này, mày làm gì? Anh à, em đang đi gọi hội anh em thảo mộc mở cái chợ đầu mối ngay trước cổng công trường luôn. Hỏng rồi. Rồi mày làm gì đấy? Em gọi đội thu mua sắt vụn xuống dựng cái lán ở bên kia đường cho tiện công tác anh ạ. Ôi trời, hỏng rồi. Dự án ai bắt đầu kiểu này? Để bắt đầu nào anh? Để tao nói cho mà nghe này. Để anh nói mấy đứa nghe này. Đầu tiên để xây được một cái nhà ấy thì cần nó là giấy phép xây dựng. Bình thường thì chủ nhà sẽ phải làm những cái thủ tục giấy phép xây dựng này. Nhưng mà hiện tại là chúng ta làm trọn gói nên là chúng ta sẽ hỗ trợ luôn chủ nhà phần này. Thì thủ tục cấp phép xây dựng ấy thì nó sẽ bao gồm một số giấy tờ sau. Đầu tiên ấy thì là chúng ta phải chuẩn bị cái sổ đỏ photo công chứng cộng với lại căn cước công dân của hai vợ chồng chủ nhà cũng photo công chứng luôn. Thứ hai đó là chúng ta phải chuẩn bị một cái đơn đề nghị cấp phép xây dựng theo mẫu của nhà nước, sau đó chúng ta sẽ phải điền đầy đủ các thông tin vào đây. Tiếp theo đấy, quan trọng nhất đó là cái hồ sơ cấp phép xây dựng. Hồ sơ cấp phép xây dựng này thì nó sẽ bao gồm những cái gì? Đó nó sẽ bao gồm là phần kiến trúc, nó sẽ bao gồm mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng, phần kết cấu, phần MI. Và đặc biệt là nếu mà nhà chúng ta mà xây trên cái nhà mà đã có cũ rồi ấy thì chúng ta còn phải làm biện pháp phá dỡ nữa, thì sau đấy chúng ta mới làm được cái hồ sơ cấp phép xây dựng này. Sau khi đầy đủ các thủ tục này ấy, thì chúng ta sẽ đến cơ quan một cửa của quận để nộp. Thì chúng mày đi theo anh thì anh sẽ dẫn chúng mày vào. À mà thôi, chúng mày đứng ngoài đi để anh vào làm một mình cho nó tiện. Đây là bộ phận một cửa của quận Hà Đông. Thì việc đầu tiên chúng ta cần làm đó là chúng ta phải lấy số thứ tự ở cái bốt này. Sau đó khi mà có số thứ tự rồi thì chúng ta sẽ ngồi chờ ở bên dưới. Khi đến lượt gọi lên thì chúng ta sẽ nộp hồ sơ tại cửa số 5. Đây là cửa dành cho thủ tục hành chính cấp phép xây dựng. Sau khi nộp hồ sơ xong thì chúng ta sẽ nhận được một giấy chờ. Trong cái thời gian chờ đó thì bên một cửa sẽ thông báo cho chúng ta hồ sơ đã ok hay chưa. Nếu mà có vấn đề gì thì chúng ta sẽ phải hoàn thiện hồ sơ và quay lại để hoàn thiện. Mấy tới 2 tháng. Ui, sao nhanh vậy anh? Ở đây người ta làm thủ tục nhanh lắm. Bây giờ chúng ta cần đợi khoảng 2 tuần nữa là có giấy phép xây dựng rồi. Sau đấy thì sẽ sang bên cục thuế để đóng chi phí thuế xây dựng là xong thôi. Ôi, hay để em thuê luôn máy múc với máy bơm về làm luôn việc luôn anh nhá. Chưa được, hai thằng mày phải theo anh ra công trường. Còn việc này nữa.